Xin chào các bạn. Mình chiều giờ mình loay hoay để mình ráp được cái bảng điện của mình ha. Cái bảng điện này dùng hệ thống năng lượng mặt trời. Thì mình sẽ giới thiệu lần lượt sơ qua từng cái tính năng của nó ha. Đây là cái CB. CB này là điện DC 63A. Đây là cái nguồn pin mặt trời của mình xuống. 3 tấm pin mono 100W mình đóng xong xong là 300W. 300W pin nó sẽ xuống đây nha. Nó xuống đây và nó sẽ chạy qua cái đồng hồ đo ở đây là wattmeter để mình biết là nó sẽ cho xuống được bao nhiêu watt ha. Rồi từ đây nó sẽ chạy lên cái bộ hòa lưới. Cái bộ hòa lưới này là bộ hòa lưới 1000W. Và bên đây là mình sẽ cắm cái chui điện vào chỗ này và mình cắm vào cái ổ điện trong gia đình mình bất kỳ đâu sau cái đồng hồ ha để mình vào lưới. Còn phía đây là cái bộ sạc để mình dùng mình sạc cho cái bình acquy. Thì hiện tại mình có bốn cái tấm pin, bốn tấm pin 100W thì mình sẽ vào lưới là 3 tấm là 300W, còn một tấm sẽ xuống trực tiếp vào cái bộ bình này, vào cái bộ sạc này thì nó sẽ qua cái CB này ha. CB này khi kéo xuống đây thì nó sẽ kết cho cái bộ sạc này sạc vào trong bình ha. Khi bật lên đây thì lúc này cái bộ sạc này ngưng, không sạc nữa, thì lúc này khi bật lên là mình sẽ qua lưới được 400W, là qua lưới 4 tấm. Còn nếu mình kéo xuống thì mình chỉ qua lưới 3 tấm thôi. Lúc nào mà mình xài điện trong gia đình mình nhiều á, mình không không sạc acquy, mình đẩy lên mình qua lưới 4 tấm. Còn lúc nào mà mình xài thiết bị trong gia đình ít ít tốn á, từ cái đồng hồ đo này nè, cái đồng hồ này là cái đồng hồ đo công suất tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình mình ha. Khi mình thấy công suất tiêu thụ nó ít, công suất tiêu thụ ít thì mình bật cái này xuống để mình sạc cho bình, sạc cho cái hệ thống bình của mình ha. Và cái ổ điện này thì ổ điện 12V để mình dùng mình cắm những cái bóng đèn LED một mét đó, hoặc là những cái thiết bị xài 12V như là cục sạc điện thoại rồi quạt quạt dùng 12V. Còn cái hệ thống bên này là mình sẽ xài điện 220. Điện 220 thì dùng cái bộ kích 12V 1000W ha. Thì bình mình sẽ truyền lên đây và mình cho nó kích điện lên 12V lên 220. Thì mình sẽ dùng ổ điện này ha. Ổ điện này là tải những cái bóng đèn 220 và một số thiết bị xài điện 220 ha. Rồi các bạn biết cái thiết bị này là gì không? Cái thiết bị này là nó giống như là một cái công tắc từ vậy đó. Nhưng mà cái cường độ dòng điện nó chịu rất là cao ha. Có thể là cường độ dòng điện nó lên tới thấy để là ở đó là 40, có nghĩa là nó tới 40 ampere lần đó. Và điện xoay chiều AC là 90 cho đến 480 VAC đó. Cái thiết bị này để tôi dùng kích điện thì các bạn biết là khi kích điện á, nếu mà mình xài bình á, mình xài bình mà dùng để kích điện thì nó sẽ khi mà cái bình mình nó cạn á, nó cạn quá cái kích điện này nó vẫn còn chạy thì cái bình mình nó dễ hư lắm, cho nên mình sẽ dùng cái bộ này. Thì các bạn biết cái bộ sạc năng lượng mặt trời này, nó có cái chế độ là
À, mình chọn sạc bình nè, nó sẽ có chế độ là điện xuống tới định mức nào đó mình cho phép, ví dụ như là tới 10,6 V thì cái bộ sạc này nó tự động nó ngắt, nó không cho ra tải nữa, thì lúc đó cái bình mình nó sẽ không cho ra tải nữa. Thì mình sẽ đấu vào đây hai cái đường này là cộng trừ để ra tải nè, mình sẽ cho vào vào số 3 và số 4 cộng trừ đây, và cái đường này ở số 1 và số 2 thì nó giống như là cái công tắc vậy đó, thì mình sẽ đấu vào trong cái kích điện. Rồi cái chỗ này thì mình cho xuống bình, thì khi khi mà bình mình còn á thì kích điện nó vẫn chạy, và khi mà bình mình xuống thấp đó thì còn 10,6 V á thì nó sẽ ngắt, này nó sẽ ngắt, nó không cho ra tải nữa. Không cho ra tải thì ở cái nguồn chỗ này, ở cái thiết bị này số 3, số 4 này nè, nó không có nguồn để cung cấp, không có nguồn cung cấp, thì chỗ số 1 và số 2 này giống như cái công tắc gì đó, nó sẽ tắt đi. Nó tắt đi thì lúc đó cái bộ kích mình nó sẽ tự động nó tắt luôn, là lúc đó cái bình mình sẽ được bảo vệ ha. Thì sơ lược qua là đây là cái bảng điện của mình mới gáp từ chiều giờ, và dây thì mình cũng chưa có đấu ha, để lúc nào mình rảnh á mình sẽ bắt lên tường và mình sẽ đấu hệ thống pin mặt trời vô, sau đó sẽ test cho các bạn xem một lần nữa ha. Giới thiệu lại một lần nữa thì cái thiết bị trên này là thiết bị hòa lưới, hòa lưới điện mặt trời ha, hòa lưới trực tiếp, thì cái nguồn điện DC vào là tối thiểu là 10,8 và tối đa là 30 V DC ha. Và cái điện áp đầu ra là 230 V AC. Còn đây là cái thiết bị để điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30A ha. Còn đây là cái CB 63A, CB một chiều ha. Rồi đây là cái CB để mình dùng hòa lưới, khi kéo lên đây thì nó sẽ hòa lưới 4 tấm pin, 4 tấm pin, mỗi tấm 100 W, là 4 tấm pin là 400 W ha. Còn khi mình bật xuống thì nó chỉ hòa lưới là 3 tấm và còn 1 tấm để sạc cho bình. Còn phía trên này là cái đồng hồ đo cái lượng công suất của tấm pin của mình xuống là nó sẽ được bao nhiêu watt ha, để mình biết, và trong một ngày nắng thì mình sẽ biết được nó sẽ cho ra được bao nhiêu ampere giờ ha. Còn đây là cái đồng hồ đo 6 thông số dùng cho nguồn AC và đo tất cả các cái công suất của các thiết bị trong gia đình mình hiện tại đang xài, để mình biết khi nào mà nó vượt quá cái số watt pin đang xuống thì lúc đó mình sẽ đẩy công tắc này lên để mình vào lưới cho thêm 1 tấm nữa là 400 W để cho đủ ha. Còn ở đây là cái kích điện 12 V lên 220, đây là ổ điện xài nguồn 12 V DC ha. Ổ điện bên này là khi mình xài kích điện thì mình mới xài nha, ổ điện bên này là xài điện 12, điện 220. Còn cái thiết bị này là thiết bị cái công tắc tự động để điều khiển nó tắt cái bộ kích này khi cái bình của mình nó cạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn clip lần sau, clip để mình đấu nối vào hệ thống ha. Tạm biệt các bạn.